xôn sao clip khán giả liên tục ném đá vào đội đua tại một giải đua ghe Huế. Giá nhà trong ngõ ngang ngửa biệt thự có nên vay tiền để đầu tư? Loạt cây xanh ngã đổ ra đường ở Hà Nội, dự báo Bắc Bộ tiếp tục có mưa rông. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng hàng ngày trên lao động.vn. Bản tin hôm nay ngày 21 tháng 4 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tối ngày 20 tháng 4, mạng xã hội Facebook chia sẻ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc một nhà xưởng cấp 4 tại ngõ 139 Phú Diễn, Hà Nội, bốc cháy dữ dội giữa trời mưa lớn. Người dân đã cùng nhau hô hoán phá cửa, giải cứu một chiếc xe ô tô ra ngoài trước khi ngọn lửa kịp bùng lên. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng điều tra. Mới đây trên mạng xã hội xôn xao ghi lại một đoạn video ghi lại cảnh những người dân đứng trên bờ sông dùng đá ném liên tục vào một đội đua tại giải đua ghe. Theo tìm hiểu, giải đua ghe được diễn ra vào ngày 20 tháng 4 chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 139 năm ngày quốc tế lao động do phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế tổ chức. Cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng bức xúc và lên án hành động vô cùng bạo lực này. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 20 tháng 4, xe Ben chở nhiều vật liệu xây dựng do nam tài xế điều khiển chạy trên quốc lộ 1A hướng từ cầu vượt Tân Thới Hiệp đi ngã tư An Sương khi đến khu vực phường Tân Hưng Thịnh. Quận 12 cắt cầu vượt Quang Trung 300m thì bất ngờ mất lái, rẽ sang trái tông vào giải phân cách với làn xe bên trong. Cú tông mạnh đã hút bay nhiều đoạn giải phân cách và làm vỡ trục biển báo giao thông rồi mới dừng lại. Nhiều người đi đường thoát chết trong gang tấc. Thưa quý vị, thay vì lựa chọn nhiều ngành nghề khác nhau, hiện nay có rất nhiều người lựa chọn nghề xe ôm công nghệ để làm thêm kiếm sống vì công việc này tự do về thời gian và có thể kiếm ngay được tiền. Tuy nhiên, xét về góc độ lâu dài, họ không lựa chọn gắn bó với nghề bởi sự vất vả và hạn chế về chế độ đài ngộ. 10 triệu thì mình kiếm được, nhưng mà cái thời gian mình bỏ ra thì nó này rất là nhiều. Một ngày mình phải làm 14-15 tiếng vì vậy mình thấy là nếu mà xác định cái công việc này mà làm lâu dài thì rất là khó trong cái thời gian mà mình chưa việc làm thì mình vẫn phải chạy xôm để, để làm tạm thời thì là mình thì nếu mà chịu khó chạy từ lúc 7 giờ sáng đến tầm lúc 7 giờ tối về thì cũng khoảng tầm 500 đến 600 nghìn nếu mà tạm thời mình thấy nó là khá là phù hợp vì lâu dài thì đấy không nên làm công việc này vì nó có gặp gặp đi đường gặp nhiều rủi ro với cả không có nhiều chế độ như ở các công ty khác theo các chuyên gia không nên xem công việc lái xe công nghệ là một nghề ổn định bởi nó chỉ như phao cứu sinh khi lao động chưa có tay nghề hoặc đang không biết làm gì Công việc này chỉ có thể giải quyết được lượng lao động nhàn rỗi, không phải là công việc mang lại sự ổn định lâu dài. Thưa quý vị, giá nhà trong ngõ tại quận trung tâm Hà Nội thời gian qua liên tục được đẩy lên mức cao, có giao dịch chạm mốc trên 200 triệu một mét vuông. Rất nhiều người suy nghĩ đến việc vay tiền ngân hàng để mua nhà thổ cư ở thời điểm này. Tuy nhiên, người mua cần suy xét đến nhiều yếu tố. Anh Nguyễn Hiệu Hiệp ở cầu giấy Hà Nội đang có nhu cầu tìm kiếm một căn nhà trong ngõ để thuận tiện cho công việc ở Hà Nội. Tuy nhiên, qua tham khảo thị trường, giá nhà trong ngõ đang bị đẩy lên cao. Anh phải tính đến việc vay thêm tiền để mua nhà qua tìm hiểu thì em có thấy giá nhà trên trong ngõ ở các nơi thì có ấm mức triệu mét vuông à, nếu mua thì mình cũng có thể uh, nghĩ đến phương án vay uh, người thân để có thể mua thêm phần được. Theo bà Phạm Thị Miên, Phó trưởng ban nghiên cứu thị trường và tư vấn xúc tiến đầu tư của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, trước khi quyết định mua nhà thổ cư ở thời điểm này, người dân cần suy xét đến nhiều yếu tố việc là khuyên người dân có nên vay để mua vay ngân hàng để mua nhà thổ cư không thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào những yếu tố thế này. Thứ nhất, đó là xuất phát từ cái vấn đề là cái nhu cầu thực tế của người dân cái thứ hai nữa đó là người dân phải có một cái sự tính toán để mua và sở hữu một cái căn nhà ở thổ cư thì chúng ta cũng phải cân nhắc giữa cái tỷ lệ giữa cái tài chính của cá nhân với cái tỷ lệ về nguồn vay làm sao để cho nó đảm bảo trong trường hợp mà lãi suất có sự thay đổi thì nó cũng không gây cái áp lực nặng quá tới cái thu nhập tới cái cái tài chính của chính những người dân đó. Tiếp nối bản tin mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày ghi nhận của lao động, tối ngày 20 tháng 4, Hà Nội có mưa to đến rất to tại nhiều khu vực, trong đó khu vực nội thành còn kèm theo gió lớn. Trong cơn mưa, hàng loạt cây cổ thụ trên các tuyến đường như quán sứ, Tràng Thi, Hoàng Đạo Thúy đã bật gốc, gãy cành và đổ ra đường. Rất may sự việc cây đổ không gây thiệt hại gì về người. Phản ánh đến báo lao động, người dân bản Hấu Đề, xã La Bán Tẩn, huyện Bù Cang Trải cho biết, tại trường phổ thông dân tộc Bán Chú, tiểu học và trung học cơ sở La Bán Tẩn vừa xảy ra sự việc học sinh lớp 1 tố bị cô giáo đánh tím mặt. Cơ quan chức năng xã La Bán Tẩn, huyện Bù Cang Trải đang tiến hành xác minh sự việc trên. Dựa theo luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh và trật tự cơ sở, trật tự thôn, được thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2023, theo đó, trật tự ở cơ sở, trật tự thôn sẽ do công an xã trực tiếp quản lý, chỉ đạo và điều hành. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 20 giờ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và theo dõi, xin kính chào, hẹn gặp lại.